xin chào tất cả mẹ bầu đến với chương trình 120 giây cùng Phương Châu. Thì trong quá trình mà thăm khám cho các mẹ bầu đó, thì các bác sĩ thường nhận được một câu hỏi là bác sĩ ơi, bác sĩ nói là tiền sản giật luôn nguy hiểm lắm. Ồ, vậy thì tiền sản giật là gì với bác sĩ? Thì hôm nay bác sĩ xin chia sẻ với mẹ bầu một số thông tin liên quan tới bệnh lý tiền sản giật. Như chúng ta biết, trong quá trình mang thai mình thì có 5 cái tai biến sản khoa rất là nặng. Thì trong đó một cái bệnh lý mà thường gặp trên thai kỳ đó chính gọi là tiền sản giật. Đây là một bệnh lý mà mẹ thì sau khoảng tầm 5 tháng trở lên, có nghĩa là khoảng sau 20 tuần thì người mẹ có thể xuất hiện tình trạng gọi là huyết áp nó cao, kèm theo đó có đạm trong nước tiểu. Cái bệnh tiền sản giật này thì nó gây ra những nguy hiểm gì đối với mẹ bầu cũng như là đối với những trẻ bên trong bụng mẹ? Thì tiền sản giật là bệnh nó do là một cái bệnh đa cơ quan, cho nên có thể gây ảnh hưởng đến những cơ quan bên trong của người mẹ bầu. Mẹ thì có thể bị ảnh hưởng, ví dụ như huyết áp nó cao quá nè, thì có thể làm gây là tăng men gan nè, có thể là làm giảm tiểu cầu của mẹ nè, có thể làm ảnh hưởng lên chức năng thận nè, rồi ảnh hưởng lên rất là nhiều cơ quan khác. Và bệnh tiền sản giật nặng nếu như mà mình xử trí không kịp thì có thể dẫn đến sự sản giật, mà sản giật kèm luôn huyết áp cao thì đôi khi nó lại dẫn đến tình trạng là gây xuất huyết não, mà đôi khi lại gây tử vong. Cho nên chính vì vậy bệnh tiền sản giật rất là nặng và được xem là một trong 5 tai biến sản khoa. Đối với trẻ thì sao nè? Đối với trẻ thì trên mẹ thì sản giật, thì khi những cái trường hợp mà nặng mà mình điều trị mà nó không có thuyên giảm, đôi khi những bà mẹ này cần phải được cho chỉ định là phải cho sanh sớm. Cho sanh sớm thì bé sẽ có nguy cơ đôi khi chưa đủ ngày đủ tháng thì bé có thể sanh non, dẫn đến tình trạng là bé có thể dễ siêu hấp nè, dễ viêm phổi nè, viêm ruột hoại tử và những cái tai biến biến chứng khác của trẻ non tháng. Và đôi khi những trẻ này mình không có giữ được. Chính vì vậy các mẹ nên lưu tâm đến cái tình trạng bệnh này, mình nên đến khám thai định kỳ và kiểm tra, đặc biệt là khi thai mình trên 20 tuần trở lên. Thì có như vậy thì các y bác sĩ có thể thăm khám kịp thời cho mình, cũng như là đưa ra làm những xét nghiệm để mà chẩn đoán kịp thời, cũng như là xử trí, theo dõi để làm sao mình đừng bị những hậu quả do cái tiền sản giật gây ra ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Nếu các mẹ bầu mình thấy cái clip này hữu ích thì vui lòng follow mình, theo dõi trên fanpage của Phương Châu Sa Đéc để chúng ta có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích hơn.